Hello, xin chào cô bác chị em nhé. Chị máy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Quá chị em hôm qua quá chị em luôn theo dõi kênh máy của em ha, cũng như là ủng hộ máy bên em thời gian qua, em rất là mang ơn quá chị em nha. Hôm nay em quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ siêu phẩm luôn quá chị em, con này quá mới xuất sắc luôn, đẹp ốc cục. Lúc này rất là ít có máy quá chị em, nhưng mà con này nhà em mua lúc trước á, chứ lúc này máy không có đâu. Con này D722 đấy, mới chát luôn quá nha. Thời điểm này mà kiếm con máy này hơi cực á. Bô này đen cạnh luôn, quá đẹp. Đấy, rồi nhớt mớp chút xíu quá nha ha. Đấy, quá trời phê luôn. Máy có không có nhiều tiền quá chị em, mà mua được máy mới đã, bán cho ông bác chị em xài cũng ngon, tinh. Quá chị em xài bền lâu, giới thiệu cho mình bán được rất là nhiều máy quá nha. Nói chung là mang quá nhiều lắm nha. Anh em giờ hay mua mấy cái động cơ này nè để đấu vô mấy cái bộ phát điện chạy máy xăng chạy pin máy bay á. Bên mình thì không có làm cái đó quá nha, thì mình chỉ làm nguyên bộ máy lớn thôi mà, chứ không có đấu mấy cái này. Tại bên mình chuyên làm tua chậm á, cho nên mình không có thích mấy cái tua nhanh lắm. Thì cũng có nhiều anh em nào thích tua nhanh thì làm tua nhanh, mình làm tua chậm thôi mà. Con này quá đẹp quá nha, xuất sắc nha. Bị có một lỗ, hai lỗ chút xíu thôi, còn tất cả quá mới. Để máy con tin. Máy nguyên nhiên quá chị em, cam kết nguyên nhiên, không sơn dặm, không tháo mở, không chỉnh sửa tàu lao mới lao nha. Đấy, giá con này trên 10 triệu quá chị em. Có nhiều quá chị em mà xe máy mà mua mấy năm về trước á, đến giờ máy nó lên giá không hay đó, cứ tưởng đâu là 5-6 triệu như lúc trước, không có quá chị em. Máy giờ lên giá lắm, chứ lúc này không có máy nữa cho nên giá nó lên cao, quá chị em thông cảm. Rồi, em cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm đã xem video này cũng như là mua ủng hộ giúp em. Em cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.